rất đặc biệt vì được chung tay, được giúp sức với cả một trong những hoàn cảnh khó khăn thì ai cũng rất nhiều người mong muốn. Nhưng mà để tổ chức cái trận này á, mà có Văn Quyền, có Huy Hoàng, mà có rất nhiều anh em phóng viên, anh em vận động viên của cả Sắt Thép, cả ngân hàng Techcombank á, thì rất là vui, rất cảm xúc và rất bất ngờ. Thực ra thì nếu mà bóng đá về cộng đồng thì mình có tham gia nhiều, nhưng mà trực tiếp tổ chức á, thì đây có thể lần đầu. Còn ngoài ra thì có các giải tennis của các ngành thép, của ngành thép hàng năm của các công ty được tổ chức rất nhiều, một năm đến bốn năm giải lần cũng là thiện nguyện. Thì thực tế là đơn giản thôi, mình có cảm thấy có trách nhiệm. Thực ra mình thì cũng không phải là góp được nhiều, nhưng mình chỉ là một người cầu nối, tạo ra cầu nối để chia sẻ thôi, chứ không, mà mình rất vui vì mình là làm cầu nối thôi. Cái vui nhất là được góp mặt trên sân cùng hai công ty Techcombank giống như bên thép, thì được cái làm cái thiện nguyện cho bà con, thì cái đấy là cái mình cảm thấy thật rất là thoải mái và là cảm ơn của hai bên công ty đã tổ chức mời cùng ban huấn luyện đội Sông Lam vào để tham gia buổi giao lưu này. Tất nhiên là ở nhà thì ban huấn luyện cùng cầu thủ ngoài việc đá bóng với là làm huấn luyện thì cũng làm những cái thiện nguyện để giúp các nơi khó khăn, hoặc là các bạn ở vùng sâu vùng xa đang thiếu sách vở và mọi cái. We'll be right back.